Lời nói đầu tiên, Joker Vlog xin kính chào tất cả quý khán thính giả, tất cả ông bà cô chú bác, tất cả mọi người một lời chào, một lời trân trọng nhất. Thì ngày hôm nay hội đủ duyên lành bằng tình cảm yêu thương, có một mạnh thường quân, đó chính là bà tên Mai Trần ở California, má của cô Vân với nợ. Đã phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A-di-đà, nhìn về hoàn cảnh của những người già, đã lớn tuổi cùng với các em trẻ mồ côi, nên bà đã phát tâm từ bi, trao món quà yêu thương gồm có, đó chính là 62 phần quà yêu thương để chia sẻ với những cụ già. Mùa xuân Tết đến xuân về và cùng các em nhỏ mồ côi không có cha có mẹ bên cạnh. Nói sao cho hết ân tình, nói sao cho hết nỗi lòng người ơi. Và một lần nữa xin cảm niệm và tri ân tấm lòng bao la, tấm lòng cao cả của bà Mai Trần, mẹ má của cô Vân Vai Nợ, đã tặng món quà yêu thương cho bà con nghèo. Xin cầu chúc cho bà được nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống trên đường đời này. Bà giúp được những mảnh đời khó khăn, vất vả trong cuộc sống này. Và xin chúc tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên. Xin cảm niệm và tri ân đến bà Mai Trần, trao quà yêu thương. Bà ơi, có bà Mai Trần, xin trao tặng cho bà 10kg gạo, bịch bánh và đường ạ. Dạ, vậy bà, con chúc bà Tết về xuân về, bà luôn vui vẻ nha bà. Dạ, rồi con xin trao tặng món quà yêu thương ạ. Rồi. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần, xin trao tặng cho bà 10kg gạo, một bịch bánh và 1kg đường ạ. Dạ, cũng cảm ơn, gọi là cảm ơn tới bà Mai Trần. Dạ, rồi, con chúc bà năm mới bình an nha bà. Dạ, dạ, dạ rồi. Cảm ơn con nha. Dạ. Chúc con năm mới gia đình vui vẻ. Dạ, dạ. Yeah. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ, xin trao tặng cho bà 10kg gạo, một bịch bánh và 1kg đường thưa bà ạ. A Di Đà Phật, xin cảm ơn cô. Xin chúc cô trong năm mới được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý, làm ăn được, làm đâu được đó. Rồi, con mai mốt về Việt Nam. Dạ, rồi con cũng chúc cho bà luôn vui vẻ, bình an nha bà. Dạ. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ, xin trao tặng cho bà 10kg gạo, 1kg đường và 1 bịch bánh thưa bà ạ. Phật, cảm ơn cô Mai Trần ở bên Mỹ, mà xin chúc cô Mai Trần được dồi dào sức khỏe, vạn sự khí tường như ý. A Di Đà Phật. Rồi, con cũng xin chúc bà lúc nào cũng vui vẻ bình an. Phật, cảm ơn quý vị. Dạ, dạ. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ, xin trao tặng cho bà 10kg gạo, 1 bịch đường và 1 bịch bánh thưa bà ạ. A Di Đà Phật. Huynh đệ của chị em tụi tôi, chúng có cảm ơn đồng từ thiện đã đem đến của cô bà Mai gì? Cô Mai Trần. Cô Mai Trần. Mai Trần. Mai Trần hả? Cô Mai Trần cúng cho chị em chúng tôi được 10kg gạo với là đường bánh, một ngọn. Đường. Đường một ngọn này kia. Bánh đường. Cảm ơn cô Mai Trần nói vậy. Cảm ơn cô Mai Trần. Dạ. A Di Đà Phật. Rồi con cũng chúc bà nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Dạ. Dạ. Dạ A Di Đà Phật. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có cô Mai Trần ở bên Mỹ, xin trao tặng cho bà 10kg gạo, 1kg đường và 1 bịch bánh thưa bà ạ. Cảm ơn cô Mai Trần. Chị em chúng tôi ở đây thật cảm ơn cô Mai Trần đã tặng gạo đường bánh để bồi dưỡng cho chị em kia, người già yếu. Dạ, chúc cô Mai Trần được nhiều sức khỏe,
sống lâu. Dạ, con cũng chúc bà mùa xuân Tết đến xuân về bà nhiều sức khỏe bình an nha bà. Dạ. Dạ. Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và một bịch đường thưa bà ạ. À. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn cô Mai Trần. Cô Mai Trần ha. Năm mới chúc cô mình giỏi đi chứ không biết nói gì giờ. Dạ rồi, năm mới mùa xuân Tết đến xuân về con cũng chúc bà bình an, nhiều sức khỏe thưa bà nha. Cảm ơn con. Dạ. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và một ký đường thưa bà ạ. À. Cảm ơn cô Mai Trần. Nói đi, cảm ơn cô Mai Trần. Nói cảm ơn cô Mai Trần. À rồi, cảm ơn cô Mai Trần. Cảm ơn cô Mai Trần. Dạ. Rồi, mùa giờ con cũng chúc bà nhiều sức khỏe bình an nha bà. Dạ, cảm ơn cho chú. Dạ, dạ thưa bà ạ. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và một ký đường thưa bà ạ. Cảm ơn cô Mai Trần. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Được nhiều sức khỏe, năm mới được nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi giờ sức khỏe. Dạ, chúc cô Mai Trần dồi dào sức khỏe, phát tài hưởng thọ. Dạ. 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 Hưởng thọ trăm năm. Dạ, con cũng chúc bà bình an, nhiều sức khỏe nha bà. Dạ. 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 Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 kg đường và 1 bịch bánh nha bà. Cảm ơn đi. Cảm ơn. Cảm ơn đi. Cảm ơn đi, cảm ơn cô Mai Trần đi. Cảm ơn đi. Dạ, bà bị lẳng thưa ạ. À. Rồi con xin trao tặng món quà yêu thương ạ. À. Ừ, bà lớn tuổi rồi bà bị lẳng. À, Tết đến xuân về bà cho con chúc bà nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha bà. Dạ, bà nhận quà vui nha. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và một ký đường thưa bà ạ. À, chúc cô cũng chúc lời Mai Trần, cô Mai Trần á, năm mới phát tài dồi dào sức khỏe. À, dạng sự như ý. Dạ rồi, con cũng chúc bà năm mới bình an trong cuộc sống, bà luôn vui vẻ nha bà. Dạ, cảm ơn cô Mai Trần. Dạ, dạ. Ta công đức chính thương trời mời. Ba chúa để phan. Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và một ký đường thưa bà ạ. À. Dạ. Cô Mai Trần đây chúc. Rồi chúc cho ba. Cô Mai Trần. Mai Trần hả? Ừ, cô. Cô. Cô Mai Trần. Giờ giàu sức khỏe, vạn sự như ý, phước đức vô lượng vô biên. Nãy bà tính đọc cái gì đâu, đọc coi. Mới đọc nãy hả? Ừ. Mơ quên. Rồi đọc đi. Cúng dường. Không, mà đọc hồi nãy đầu tiên kìa. Mơ quên. Rồi năm mùa xuân về, con cũng chúc bà bình an trong cuộc sống, nhiều sức khỏe nha bà. Rồi chúc lại đi. Chúc bà nhiều giàu sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ. Đức vô lượng vô biên. Dạ. Dạ. Rồi. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và một ký đường thưa bà ạ. À, con xin trao tặng cho bà nha. Dạ, bà này bà đã bị lẳng rồi ạ. À. Rồi con cũng chúc bà bình an trong cuộc sống, nhiều sức khỏe nha bà. Cảm ơn. Cảm ơn đi. Dạ, bà bị lẳng rồi ạ. À. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và một ký đường thưa bà ạ. À. Dạ. Bà này bà bị bệnh nè, bà bị bệnh á. Dạ nên bà vậy.
truyền đa phần thầy mẹ thì con mình thôi. Dạ rồi, con cũng chúc bà nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống nha. Dạ. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và 1 kg đường thưa bà ạ. Dạ, cảm ơn cô Mai Trần. Cảm ơn cô Mai Trần. Rồi. Chúc sức khỏe giàu giàu. Dạ rồi, con cũng chúc bà nhiều sức khỏe bình an nha bà. Dạ. Dạ. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô Mai Trần. Dạ. Tôi là Vũ Thị Nín, xin cảm ơn bà Mai Trần hả chị. Và các cháu được vạn sự như ý và lo cho chúng tôi mừng quá đi. Tôi mừng lắm đó. Thôi tôi biết điều đó thôi à. Chúc Tết hả? Năm mới thì sẵn đây tôi chúc Tết cho cô Mai Trần và cả gia đình được vạn sự như ý và sức khỏe dồi dào và giúp đỡ chị em chúng tôi. Dạ, rồi con cũng chúc bà bình an, nhiều sức khỏe nha bà. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà ạ. Con cảm ơn bà. Cảm ơn cô Mai Trần. Tôi gửi lời cảm ơn bà mới lại cảm ơn các cô. Cô Mai Trần. Cô Mai Trần nói gì đó. Chúc bà cho được mạnh khỏe, may mắn, gặp được nhiều sự may mắn. Dạ rồi, món quà yêu thương đây. Dạ. Con cũng chúc bà luôn vui vẻ bình an nha bà. Vâng, cảm ơn cô. Dạ. Chúng tôi ở đây chưa mười mấy năm rồi cô. Đói không lo đói, rét không lo rét. Dạ. Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Dạ bà không có nghe ạ, bởi vì bà bị điếc ạ. Con chúc đi, chúng ta khỏi bà đi. Dạ rồi, con xin trao tặng của bà món quà của bà Mai Trần cho bà nha. Rồi con cũng chúc bà nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống nha bà. Dạ. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà ạ. Cảm ơn cô Mai Trần, vạn sự như ý, muốn gì được đấy. Năm mới khỏe mạnh, mọi điều đều suôn sẻ. Rồi con cũng chúc cho bà nhiều sức khỏe bình an nha bà. Cảm ơn nghe. Dạ. Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà ạ. Dạ, cảm ơn cô Mai Trần. Tôi cũng năm mới chúc cô bà Mai Trần được nhiều sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi để giúp đỡ cho chúng tôi. Dạ, con cũng chúc bà luôn vui vẻ, bà nhiều sức khỏe nha bà. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà ạ. Quà đi nào. Dạ. Quà á. Dạ. Dạ rồi, dạ. Bà không có biết nói ạ. Bởi vì vậy thôi thì con cũng xin chúc bà nhiều sức khỏe bình an nha bà. Dạ. Sức khỏe bình an. Dạ. Dạ. Rồi, xin cha tặng món quà yêu thương cho bà. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà ạ. Dạ, thưa A Di Đà Phật, tôi xin cảm ơn quý vị ở bên Mỹ và cô Mai Trần và ở bên Mỹ và cảm ơn và chúc cô được nhiều sức khỏe và nhiều may mắn và để giúp đỡ chúng tôi. Dạ. Cảm ơn. Rồi con cũng chúc bà bình an và nhiều sức khỏe nha bà. Dạ. Dạ, rồi, món quà yêu thương. Mỗi buổi tối bà nhớ niệm Phật nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. A Di Đà Phật.
Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin cho tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và 1 kg đường thưa bà ạ. À. Cảm ơn anh. Dạ. Bà vui không? Dạ vui. Dạ, mỗi buổi tối bà nhớ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật nha. Dạ. Bà có niệm Phật không? Dạ chưa, con chưa rồi. Chưa hả, chưa hả? Dạ bà bị lẳng hả, bà lớn tuổi rồi nên bà không biết ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con cũng chúc bà nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha bà. Dạ. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin cho tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Dạ cảm ơn cô Mai Trần. Chúc cô Mai Trần làm ăn phát đạt, năm tới tặng quà cho bà lão nữa. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ rồi, mà con cũng chúc bà luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống nha bà. Mỗi buổi tối bà niệm Phật cho Phật gia hộ bà nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin cho tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Dạ, tôi cảm ơn. Dạ, đại diện cho dương não cảm ơn bà Mai Trần và chúc bà Mai Trần làm ơn năm hết Tết đến làm ăn may mắn hơn năm trước. Dạ rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Bà luôn vui nha. Vâng, cảm ơn bà Mai Trần. Dạ. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin cho tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Dạ bà bị lẳng ạ. Rồi con cũng chúc bà nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha bà. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin cho tặng cho bà món quà 10 kg gạo, một bịch bánh và 1 kg đường thưa bà ạ. Cảm ơn cô Mai Trần. Cảm ơn cô Mai Trần. Chúc cô Mai Trần làm ăn phát tài. Dạ rồi, rồi con cũng chúc bà nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha bà. Cảm ơn. Dạ. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chúc chú sức khỏe nhiều. Cảm ơn cô Mai Trần. Dạ bà đã rất là xúc động mà. Bà ơi, con cũng chúc bà nhiều sức khỏe, bình an nha bà. Dạ. Dạ, mỗi buổi tối bà niệm Phật cho Phật gia hộ nha. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn nha. Chú ơi, Mai Trần nhiều sức khỏe ha. Dạ, nhiều may mắn. Dạ. Dạ, yeah. Yeah. Rồi con cũng chúc bà luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống nha bà. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà món quà yêu thương, đó chính là 10 kg gạo, một bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Dạ, cảm ơn nhiều cô Mai và Trần nha, cảm ơn nhiều lắm. Bà lão hả, rất là hả, thành ý cảm ơn cổ có đồng thương bà lão. Chúc cổ hả mãi mãi khỏe mạnh, mãi mãi mùa xuân. Nắng sau này có cơ hội gặp nhau nữa. Dạ. Cảm ơn nhiều, cảm ơn luôn con. Dạ, rồi con cũng xin chúc bà bình an, nhiều sức khỏe nha bà. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mùa xuân Tết đến xuân về, dạ có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Cảm ơn cô Mai Trần. Dạ. Cảm ơn mô Phật, chúc được dồi dào sức khỏe. Dạ. Vạn sự được như ý đó nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. À, con cũng chúc bà nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha bà. Dạ. Chú luôn. Dạ. Con cảm ơn bà. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, một bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Cảm ơn đi. Cảm ơn. Dạ. Rồi bà lớn tuổi, bà bị lẳng rồi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con cũng chúc bà nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha bà. Cảm ơn chú. Dạ rồi, Nam Mô A Di Đà Phật.
Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin cho tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Cảm ơn chú. Cảm ơn cô Mai Trần. Cô Mai Trần nói đi. Cảm ơn cô Mai Trần. Dạ, rồi con cũng chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bà dạ. Tối bà niệm Phật cho Phật gia hộ bà nha. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn cô Mai Trần. Cảm ơn cô Mai Trần. Rồi chúc đây. Mai nở xuân về xin kính chúc an khang hạnh phúc cả gia đình. Đó, hay chưa? Dạ, hay quá bà ơi. Rồi con cũng chúc bà nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha bà. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ bà ơi, thì mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà ạ. Cô Mai Trần đi thôi. Cảm ơn cô Mai Trần. Cô Mai Trần. Rồi chúc Tết đi. Dạ. Dạ cô, bà bị bệnh nè, rồi con cũng xin chúc cho bà nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Rồi. Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Cảm ơn bà Phật Mai Trần. Cũng người cũng bị bệnh, nói chuyện cũng không rành gì mấy. Dạ. Xa xứ dùm. Dạ. Mai. Dạ. Sức khỏe. Dạ. Cảm ơn cô Mai Trần. Dạ có, cảm ơn cô Mai Trần. Dạ rồi, con cũng chúc bà bình an, nhiều sức khỏe nha bà. Dạ. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Cảm ơn cô Mai Trần. Cảm ơn cô Trần. Rồi, có chúc gì không? Chúc cô Trần được nhiều may mắn. Chứ ở bệnh lâu lâu gửi đồ quà về được dường cho chị em tụi tôi. Tôi rất cảm ơn nhiều. Và có nhận được quà rồi. Nhận được quà của cô gửi về đó. Dạ rồi, con cũng chúc bà luôn vui vẻ, bình an nha bà. Dạ, cảm ơn. Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà ạ. Cảm ơn cô Mai Trần. Cảm ơn cô Mai Trần. Cảm ơn cô Trần. Rồi. Chúc Tết đi. Nam Mô Di Phật. Chúc Tết. Chúc mạnh khỏe. Dạ rồi, con cũng chúc bà năm mới nhiều sức khỏe, bình an nha bà. Dạ. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Cảm ơn cô. Dạ. 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 Rồi bà không có thấy đường ạ. À. Rồi bà ơi, con chỉ biết chúc cho bà nhiều sức khỏe, bà bình an nha bà. Dạ. Dạ. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật ạ. À. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường thưa bà. Dạ. Rồi bà đang bị bệnh nè, bà nói không nổi ạ. À. Con cũng chúc cho bà luôn bình an, nhiều sức khỏe, Phật gia hộ bà nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kìa ngó đây nè, kìa. Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường nha bà. Cảm ơn. Quá. Dạ. Bà nói đi, bà nói tiếng của bà đi. Nói tiếng qua đi, nói tiếng qua, cảm ơn đi, nói tiếng qua đi. Xe xe nè. Bà nói tiếng qua đi. Xe xe nè đó. Dạ. Qua đó. Dạ. Bà muốn nói gì nữa không? Bà tâm sự gì không? Dạ nói kìa, nói chuyện đi. Bà nói tiếng qua đi, bà nói tiếng bà đi. Nói tiếng qua đi. Tiếng qua. Dạ. Bà muốn gửi lời gì không? Gửi lời cảm ơn đi, nói tiếng qua. Ồ, cảm ơn là, ồ, xe xe, xe xe đó ha,
Dạ rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha bà. Dạ. Cái này cái gì ạ? Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường thưa bà ạ. À. Dạ bà không có biết nói ạ. À. Thôi thì bà cũng lớn tuổi, con xin chúc bà nhiều sức khỏe, bình an nha bà. À, bà nhận quà vui nha. Bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường thưa bà. Cô Bạch cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô nhiều, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật cả. Dạ bà ơi, mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường thưa bà ạ. À. Dạ, cảm ơn cô Mai gì đó đó. Mai Trần, nguyện cho cô Mai Trần hồng âm tâm bảo gia hộ cho gia đình cô thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, bổn mạng bình an, gia đình đoàn tụ sum họp vui vẻ, làm ăn cầu đâu được đó. Dạ. Và xin chúc hồng âm tâm bảo chúc như vậy đó. Dạ rồi, con cũng chúc bà luôn vui vẻ bình an nha bà. Dạ, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Đứng coi. Nam Mô A Di Đà Phật, đây là bé dạ đây là bé mồ côi ạ. À, thì con xin trao tặng món quà yêu thương của bà Mai Trần cho bé, đó chính là 10kg gạo cùng với 1 bịch bánh và 1kg đường ạ. À. Cảm ơn đi con. Cảm ơn. Con lại quên ơi. Con cảm ơn. Rồi, món quà yêu thương của bà. Dạ. Con lại lắc mấy đường. Dạ rồi, con xin trao tặng ạ. À, chúc con nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, thì đây là bé mồ côi. Thì ngày hôm nay có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bé 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường ạ. À. Cảm ơn cô Mai Trần. Dạ, rồi xin trao tặng cho bé ạ. À. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, thì có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bé 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường, bé mồ côi ạ. À. Dạ, con cảm ơn cô Mai Trần. Dạ. Bỗng ngay là bỗng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, bé mồ côi, thì bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bé 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường ạ. À. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, thì bé mồ côi, thì bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bé là 10kg gạo cùng với 1 bịch bánh và 1kg đường ạ. Dạ con cảm ơn bà Mai Trần. Rồi dạ. Dạ đây là em bé mồ côi ạ. À. Bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bé 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường ạ. Dạ con cảm ơn cô Mai Trần. Dạ rồi. Dạ đây là em bé mồ côi, bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bé 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường ạ. Con cảm ơn cô Mai Trần. Dạ rồi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, bé mồ côi ạ. À, bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bé 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường ạ. Dạ bé bị mồ côi ạ. À, bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bé 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường ạ. À. Cảm ơn bà. Dạ bé mồ côi ạ. À, bà Mai Trần ở bên Mỹ, bà xin trao tặng cho bé 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường ạ. À. Cảm ơn cô Mai Trần. À. Dạ bé bị mồ côi ạ. À, thì mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ, bà xin trao tặng cho bé 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường ạ. À. Rồi bé rất là dễ thương ạ. À. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, bé mồ côi ạ. À, bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bé 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường ạ. À. Rồi, bé rất là dễ thương ạ. À, bé mồ côi ạ. À, thì bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bé 10kg gạo, 1 bịch bánh và 1kg đường cho bé ăn Tết ạ. Rồi, bé rất là dễ thương ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bé là trẻ mồ côi ạ. Bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bé 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường ạ. Rồi, dạ chúc con lúc nào cũng vui vẻ nha. Rồi. Dạ bé này bị mồ côi ạ. Thì mùa xuân Tết đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng bé 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường ạ. Cảm ơn bà. Rồi, bé rất là dễ thương ạ. Xin trao tặng bé món quà yêu thương. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bé 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường ạ. Bé là trẻ mồ côi. Đi. Cảm ơn cô. Con à. Cảm ơn bà. Rồi, xin trao tặng cho bé ạ. Cảm ơn bà. Bà cho con quà. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng bé là trẻ mồ côi ạ. Đó chính là 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường ạ. Dạ cảm ơn bà đã gửi phần quà cho con. Dạ con cảm ơn bà đã gửi phần quà cho con. Rồi, bà Mai Trần xin trao tặng ạ. Bà ơi, mùa xuân đến xuân về, có bà Mai Trần ở bên Mỹ xin trao tặng cho bà 10 kg gạo, 1 bịch bánh và 1 kg đường ạ. Cô cảm ơn bà Mai Trần nhiều nhất. Cảm ơn cô nhiều, cô Mai Trần nhiều. Dạ. Rồi con cảm ơn, con xin chúc cho cô nhiều sức khỏe, năm mới vui vẻ. Chúc cô Mai Trần nhiều sức khỏe, giàu thật là giàu, có tiền về từ thiện nữa. Dạ. Dạ.